Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với hệ thống bài giảng của Anh ngữ Miss Hoa. Và trong bài giảng ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một từ loại rất là quan trọng ở trong tiếng Anh. Đó chính là danh từ, nouns các bạn nhé. Và trọng tâm bài giảng ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cách phân loại danh từ. Hay còn gọi cách khác là danh từ thì có những loại nào. Và chúng ta có thể ứng dụng những hiểu biết về các loại danh từ trong việc sử dụng tiếng Anh như thế nào các bạn nhé. So, are you ready? Let's get started. Để bắt đầu thì chúng mình sẽ cần hiểu là danh từ là như thế nào đúng không ạ? Hay chính là định nghĩa của danh từ. Thế thì chúng mình thấy là danh từ ở trong tiếng Anh thì nó cũng giống như trong tiếng Việt của chúng mình thôi. Danh từ là các từ mà nó để chỉ người này, đồ vật này, con vật này, địa điểm này, hoặc là những cái hiện tượng hoặc là khái niệm. Ok? Vậy thì chúng mình có thể cho cô một vài ví dụ về các danh từ mà chúng mình biết được không nhỉ? Alright, cái này thì rất là easy đúng không? Cô có thể nhìn quanh đây, cô có thể thấy khá là nhiều những cái danh từ rồi này. Cô có thể có cái bàn đúng không ạ? Table, very good. Ok, cô lấy một số ví dụ như thế này nhá. Table, có phải danh từ không ạ? Yes, right. Doctor, đúng không ạ? Một chỉ, một cái nghề nghiệp thì cô có danh từ. Kế tiếp, stadium. Cũng là một cái đồ vật hoặc là một cái nơi trốn, được không nhỉ? Đây là cái sân vận động. Hoặc là hiện tượng này, hiện tượng tự nhiên. Có thể là thunder, lightning, right? Sấm và chớp. Đấy nhá. Nên chúng mình thấy cái khái niệm của danh từ nó rất là đơn giản. Vậy thì kế tiếp một điều khá là quan trọng này. Vậy thì danh từ nó có thể đứng ở đâu trong câu? Được không ạ? Và vai trò chức năng của nó là gì? Thì đó cũng chính là cái chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Chính là các vị trí và chức năng của danh từ các bạn nhé. Rồi, thế thì đầu tiên vậy danh từ thì nó có thể đứng làm gì? Chúng mình cùng xem xét cho cô câu ví dụ này nha. Rồi, câu của cô như sau. History is my favorite subject. Được chưa nhỉ? Ở đây cô đã bôi sẵn bôi đen sẵn cái từ history ở đây rồi. Môn lịch sử thì rõ ràng nó chính là danh từ đúng không ạ? Thì mình để ý cho cô cái cấu trúc ngữ pháp của câu này nhá. Cô có history đứng ở vị trí nào mọi người ơi? Đầu hay cuối câu ạ? Đứng ở đầu câu này. Đi sau nó thì cô thấy lại có một động từ, đó chính là động từ to be được chia là is ở chỗ này. Vậy thì cái từ history này ở đây đang đóng vai trò gì trong câu các bạn nhỉ? Very good, nó đang đóng vai trò là chủ ngữ, đúng rồi, tức là ở đây cô sẽ có là noun as a subject, tức là danh từ như là một chủ ngữ. Thì đó cũng chính là cái vai trò đầu tiên của danh từ các bạn nhé, là danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ, subject của câu, được chưa ạ? Ok, rồi nhá. Thì chúng mình thấy là ở ngoài đóng vai trò làm chủ ngữ ra thì danh từ có thể đóng vai trò làm gì nữa? Thì chúng mình lại xem xét tiếp cho cô một câu ví dụ như thế này. Rồi, câu của cô như sau. She is trying on a dress. Okay. She is trying on a dress. Thì ở đây cô đang bôi đen cho chúng mình cái danh từ dress có nghĩa là cái váy, đúng rồi. Mình để ý cho cô nhá. Ở trong trường hợp này thì xác định cho cô chủ ngữ nào các bạn ơi? Chính xác rồi, chúng ta có chủ ngữ là she và động từ ở đây chính là động từ try on. Và cái từ dress của chúng mình nó lại đứng phía sau động từ, tức là nó là đối tượng bị tác động bởi động từ, nên cô sẽ gọi nó là tân ngữ, hay tiếng Anh chúng ta gọi là object các bạn nhá. Thế trong trường hợp này danh từ dress lại đóng vai trò là tân ngữ. Chính vì thế mà chúng ta có thể suy ra được danh từ còn đóng vai trò là tân ngữ nữa. Very good, ok. Thì cô sẽ chốt lại nhá. Danh từ còn đóng vai trò làm tân ngữ nữa các bạn ạ. Được chưa nhỉ? Thì chúng mình nhớ cho cô hai cái vai trò đầu tiên của danh từ, đó là làm chủ ngữ và tân ngữ trong câu nhá. Được chưa ạ? Thì nói đến cái phần này thì chúng mình thấy là nó làm chủ ngữ và tân ngữ thì chúng mình thử quy nó ra về mặt công thức để chúng mình dễ nhớ hơn các bạn nhá. Rồi, thì chúng mình để ý cho cô một cái chi tiết như thế này. Danh từ mà làm chủ ngữ, đúng không ạ? Tức là vị trí của nó so với động từ sẽ là trước hay là sau các bạn nhỉ? Exactly, nó phải đứng ở trước. Suy ra là chúng ta sẽ có subject là một noun này. Đó. Rồi chúng ta mới đi đến verb. Very good. Còn trong cái trường hợp mà danh từ làm tân ngữ thì chúng ta sẽ thấy có chủ ngữ này. Đó, cũng có thể là một noun đúng không ạ? Sau đó đến động từ và danh từ của chúng mình sẽ đứng phía sau động từ, đúng rồi nhá. Đó, chứ mình thấy này, cái danh từ có thể đứng cả trước, cả sau động từ tùy thuộc vào cái vị trí và chức năng của nó trong câu. Chức năng làm chủ ngữ ta đứng trước động từ, còn làm tân ngữ đứng sau động từ. Very good. Thế chứ mình nhớ cho cô hai chi tiết đầu tiên này nhá. Rồi, next one, kế tiếp nào. Ok.
chúng ta sẽ có vị trí nào nữa của danh từ nào? Cô có một câu như thế này các bạn nhé. Câu của cô như sau: My cat is sleeping under the couch. Con mèo của tôi nó đang ngủ ở bên dưới cái ghế sofa dài các bạn ạ. Chúng ta có couch là cái sofa dài. Thì rõ ràng cái từ couch này của cô nó là từ loại gì đây ạ? Very good, nó là danh từ, đúng rồi. Ở đây cô thấy cái này là danh từ rồi này. Bây giờ đằng trước nó nhá, cô có từ under đúng không? Ở bên dưới. Rồi, cái under này thì chúng ta có thể gọi nó bằng cái từ loại gì được? Thì nó gọi là giới từ các bạn nhá. Và đây giới từ under có nghĩa là bên dưới, đúng rồi. Thì ở đây cô sẽ có giới từ, hay cô viết tắt là prep, chính là từ preposition, giới từ cho tiếng Anh các bạn ạ. Thì ở đây chúng mình có thể suy ra được điều gì nhỉ? Là danh từ có thể đứng ở đằng sau, đằng sau giới từ, chính xác rồi. Cô sẽ suy ra ở đây nhá, là danh từ đi sau giới từ, đúng không ạ? Ok, thì mình thấy là danh từ đi sau giới từ thì chúng ta sẽ tạo được một cụm giới từ các bạn nhé. Cái này thì chúng ta ứng dụng khá là nhiều. Trong đời sống hàng ngày chúng ta nói, chúng ta sử dụng giới từ đi với danh từ rất là nhiều các bạn ạ. Ví dụ ở đây cô có một cái giới từ để chỉ nơi trốn đúng không? Đi cùng với từ the couch để chỉ nơi trốn. Chúng mình hoàn toàn có thể nói rất là nhiều câu khác theo cái kiểu này. Ví dụ nhá, ở trên bàn cô nói gì nhỉ? On the table, very good, chính xác, đúng không nhỉ? Bây giờ ở bên cạnh cái ghế nào? By the chair hoặc là next to the chair. Đó, thì đó đều là cái trường hợp danh từ đi sau giới từ các bạn nhé. Ok, thì để cho chúng mình hiểu hơn về phần này, cô có một cái ví dụ như sau. Cô có câu ví dụ đầu tiên như thế này. Các bạn hãy đọc giúp cô câu này và thử xác định cho cô những danh từ đi sau giới từ có xuất hiện ở câu này nhé. Alright, câu của cô là students này, in my class come from different parts of the country. Đầu tiên chúng mình nhìn thấy nhá, cô có đầu tiên cô thấy có danh từ ở đây, đó chính là danh từ my class đúng không nhá, lớp của tôi. Ở đây chúng ta có giới từ in đúng không nhá, in my class, trong lớp tôi là một nhá. Chúng mình nhìn thấy này, cô có giới từ from đúng không nhá, là từ này, phía sau nó là different parts, trọng tâm ở đây chính là cái danh từ parts này, nó có nghĩa là những cái phần đúng không nhá, đến từ những phần khác nhau của quốc gia, của đất nước. Cô lại thấy có giới từ of và danh từ country, được chưa nhá? Ok, danh từ đi sau giới từ các bạn nhá. Rồi, kế tiếp nè, chúng ta cùng xem là danh từ còn đi sau những cái gì nữa nhá. Rồi, cô lại có một câu ví dụ nữa. Câu có rất là đơn giản. Chúng mình nhìn thấy đây là cái gì ạ? Cái ở ngay phía sau cô. Đây là một cái màn hình, chính xác. Thì cô có thể nói câu tiếng Anh đơn giản thôi là this is a screen, right? Good. Rồi, cô có cái danh từ, đây là danh từ screen, cái màn hình, đúng không ạ? Đây là một cái màn hình, một chính là từ từ ở trong trường hợp này. Thế vậy thì cái từ ở này ở đây thì cô sẽ gọi nó bằng từ loại gì? Thì từ ở cùng với từ an và từ the, nó gọi là mạo từ các bạn nhé. Hay là cái thuật ngữ tiếng Anh của nó là article, được chưa? Rồi, thì mình để ý ở đây là danh từ đi sau mạo từ, đúng rồi. Cô có thể chốt luôn được chi tiết này nhá. Đó là danh từ sẽ đi sau một mạo từ, có thể là mạo từ a, an hoặc là the. Very good. Rồi nhá. Bây giờ cô có một câu ví dụ như thế này, chúng ta cùng xem xét nhá. Rồi, ở trong những trường hợp này thì chúng ta đều thấy là danh từ đi đằng sau một mạo từ, cụ thể là gì nhỉ? My father is a doctor. Đó, my father is a doctor. A doctor. Very good. Rồi, thì ở đây cô thấy có là mạo từ a, danh từ doctor. Alright. Thế còn câu thứ hai thì sao? There is an orange in the fridge. There is an orange. Orange. Chính xác rồi. Và gì nữa nhỉ? In the fridge. The fridge. Đúng không nhỉ? Mạo từ the, danh từ fridge. Có nghĩa là cái tủ lạnh các bạn ạ. Nhá, có một quả cam ở trong tủ lạnh. Ok. Rồi, chúng mình nhớ cho cô chi tiết này chưa nhỉ? Chúng mình cũng chuyển sang cái phần tiếp theo nhá. Đấy là danh từ còn đứng vị trí nào nữa. Rồi, tương tự thôi, khá là đơn giản. Cô lại có một câu ví dụ. Someone stole my car. Someone stole my car. Ai đấy đã lấy mất xe của tôi rồi. Ở đây cô có danh từ là danh từ car, chính xác. Ở đây cô có danh từ car. Đây là now này, đúng không? Thế còn từ my này thì sao nhỉ?
Của tôi ở trong trường hợp này nó được gọi là tính từ sở hữu các bạn nhá. Thì chúng mình thấy là tính từ sở hữu nó không bao giờ đứng một mình được mà nó luôn luôn phải đi kèm một danh từ phía sau nó. Chính vì thế mà chúng ta thấy là có một cái cách kết hợp rất là kinh điển, đó là một tính từ sở hữu đi với một danh từ ở phía sau. Thì cô có thể chốt lại ở đây là gì? Đó chính là chúng ta thấy là danh từ đi ở sau tính từ sở hữu hoặc là dạng sở hữu cách các bạn ạ. Chúng mình thấy là tính từ sở hữu thì chúng ta có những tính từ nào trong tiếng Anh nhỉ? Chúng ta có my, your, đúng không nhỉ? Their, our, his, her and its. Thế thì bây giờ nếu như chúng mình nói cái sở hữu là một cái đối tượng nằm ngoài những cái ngôi đó thì chúng mình sẽ dùng dạng sở hữu cách các bạn nhé. Ví dụ này, của mẹ tôi, đúng không nhỉ? Của mẹ tôi. Chúng ta có thể nói là cái ví của mẹ tôi đi. Thì chúng ta nói tiếng Anh như thế nào nhá? Rồi, đầu tiên thì chúng mình sẽ có my mom, đúng không nhỉ? My mom. Rồi nhá, cái của mẹ tôi chúng mình phải nói sở hữu cách. Mà cái cách để tạo ra sở hữu cách trong tiếng Anh như sau, chúng mình chỉ cần thêm cho cô, đúng rồi, phải s gì rồi nhá, my mom's. Bây giờ thêm cái danh từ phía sau thôi, cái ví, đó chính là từ the purse. Very good. Rồi, my mom's purse, cái ví của mẹ tôi. Thế đây chính là noun, đúng không nhá? Đi phía sau sở hữu cách, đúng không ạ? Không là sở hữu cách thì sẽ là tính từ sở hữu. Rồi nhá. Đó, thế nên mình sẽ có thể chốt lại được một cái cách sử dụng hoặc là vị trí nữa của danh từ. Được chưa ạ? Alright, so let's move on. Mình sang tiếp tục nhá. Về cái này thì cũng có cho chúng mình một số ví dụ để chúng mình thử xác định giúp cô nào. Danh từ đứng sau sự sở hữu có thể là tính từ sở hữu hoặc là sở hữu cách như thế nào ở đây nhá. Rồi, Tom's new job. Very good. Rồi, đây mình đã thấy này. New job, danh từ, sở hữu cách Tom's, đúng không ạ? Bên dưới này, my family lives in a farmhouse at my family, đúng không ạ? My là tính từ sở hữu, family là danh từ đứng phía sau. Ok, đây nhá, chúng mình chuyển sang tiếp cho cô nào. Ở đây cô có một câu như thế này. This box is really heavy. This box is really heavy. Cái thùng này rất là nặng. Đó, thì chúng mình thấy rõ ràng ở đây có một danh từ chính là cái thùng, đúng không ạ, cái hộp, the box, thấy chưa nhỉ? Thế còn đằng trước nó là có từ this, đúng không ạ? This có nghĩa là này, đây, đúng không nhỉ? Để nó chỉ đến cái khoảng cách của cái vật đó so với mình. Ở này, đây là nó ở gần, đúng không nhỉ? Thế vậy thì cái từ this này trong tiếng Anh thì người ta gọi nó là gì? Thì nó được gọi là từ hạn định chỉ định, mọi người ạ. Đó nhá, thì những cái từ hạn định chỉ định ý, thì nó bao gồm những từ như sau. Từ this là một này, đúng không ạ? Là ở gần, đúng nhá. Nhưng mà nếu như cô nói đến cái danh từ số nhiều á thì cô phải đổi nó thành dạng số nhiều của từ this, đó chính là từ từ these này nhá. Còn ở phía xa kia đó là từ that cho danh từ số ít, còn từ those cho danh từ số nhiều các bạn nhá. Thì đây là những cái từ hạn định chỉ định, hay cô gọi tắt là từ chỉ định đó. Ok, thì danh từ cũng sẽ hay đứng sau những cái từ chỉ định này các bạn nhá. Ok, để chưa nhỉ? Rồi, một số ví dụ cho chúng mình như sau. These shoes don't fit me. Những cái giày này nó không vừa với tôi. Đó ạ, thì chúng mình sẽ có là từ shoes là danh từ. Đó, these, đó ạ, từ chỉ định nói đến những cái gì để nó khoảng cách gần với mình này. Và là số nhiều, chính xác. Câu bên dưới nhá. That girl is a friend of mine. Cô gái đó là một người bạn của tôi. Thế mình thấy cho cô là that từ hạn định chỉ định ở kia, đúng nhá. Girl là danh từ phía sau nó, để chưa nhá. Ok nhá. Rồi, danh từ hay đi sau những từ chỉ định, chúng mình nói lại cho cô. Ok. Rồi. Và một cái trường hợp nữa này, chúng mình thử xem xét cho cô câu như sau nhá. Rồi, câu của cô như thế này. I have a lot of money. Ok, đây chỉ là một câu cô hư cấu ra thôi, chứ thực tế là I don't have a lot of money. Ok, mình thấy là ở đây chúng ta có danh từ là danh từ money, chính xác rồi. Đây nhá, cô có danh từ money. Thế còn phía trước nó cũng có từ a lot of, đúng không ạ? Tôi có rất nhiều tiền, thì cái từ a lot of là rất nhiều, nó đang chỉ đến nó đang chỉ đến cái số lượng, đúng không ạ? Nhiều ít ạ, liên quan đến nhiều ít. Thì cụm từ a lot of này này thì cô sẽ gọi nó là các cái từ định lượng mọi người nhá. Đó, để chỉ đến cái sự nhiều ít của một cái đồ vật, đồ đạc gì đó.
Mình nhìn hình dung giúp cô này. Ở đây chúng ta có từ a lot of đứng trước danh từ money, tức là danh từ nó sẽ đứng sau các định lượng từ. Thế thì ngoài từ a lot of ra thì chúng mình cũng có một số những cái định lượng từ khác mà rất là hay gặp như thế này. Có thể là từ gì nhỉ? Từ some, đúng không nhỉ? Some, một vài hoặc là một ít, một chút này. Any, ok. Hay dùng trong câu phủ định và câu hỏi này nhá. Much và many có nghĩa là nhiều, đúng không ạ? A lot of, rất nhiều. Đó, thì phía sau những cái định lượng từ này thì nó cũng là danh từ các bạn nhá. Ok, thì cô có một câu ví dụ như thế này nữa này. Chúng mình nhìn giúp cô. Many people came to the concert. Alright, thì mình để ý ở đây là rồi, cô thấy là có định lượng từ many có nghĩa là nhiều này. Phía sau nó là danh từ people, được chưa nhỉ? Hoặc là câu bên dưới nhá. Would you like some coffee? Bạn muốn một chút cà phê không? Định lượng từ ở đây là từ some, chính xác rồi, một chút này. Và danh từ phía sau nó coffee. Alright, rồi nhá. Rồi, thế vừa rồi chúng mình đã đi qua một số những cái vị trí của danh từ và chức năng của danh từ ở trong câu khá là nhiều, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng mình cùng nhau tổng hợp lại nhá. Cô sẽ nốt lại tất cả những thứ đấy ở trong một cái slide như sau. Mọi người nhìn giúp cô. Thế tóm lại thì mình sẽ có là danh từ có thể đứng ở đâu và với chức năng là gì. Mình cùng xem nhá. Cái đầu tiên, đó, nó đứng phía trước của động từ, nó làm vai trò là chủ ngữ trong câu. Very good. Cái thứ hai này, đối tượng tác động, bị tác động bởi cái động từ đấy, đứng phía sau động từ là nó là tân ngữ trong câu, chính xác. Kế tiếp này, nó đứng sau các mạo từ, đó là a, an, the. Very good. Kế tiếp nhá, danh từ còn đi sau các tính từ sở hữu như là my, your, his, her, đúng không ạ? Hoặc là dạng sở hữu cách, thường có đuôi là phải SC, đúng không? Đấy là cách người ta tạo ra sở hữu cách, mọi người nhá. Kế tiếp này, danh từ đi sau các từ chỉ định, nó đi sự gần xa đấy, đúng không ạ? This, these là gần này, xa là that và those, exactly. Ok, và cuối cùng nhá, là đi sau các định lượng từ some, any, many, much, hiểu không nhá? Very good, so chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo, đó là các cách phân loại danh từ. Vậy thì danh từ ở trong tiếng Anh thì được phân ra thành các loại như thế nào? Ok, thì thật ra người ta có khá là nhiều cách để phân loại danh từ các bạn ạ. Hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu về hai cách phân loại danh từ mà quan trọng nhất này, điển hình nhất này và có tác động khá là nhiều trong quá trình chúng ta sử dụng danh từ trong việc giao tiếp cũng như là sử dụng tiếng Anh nói chung các bạn nhá. Alright, rồi, chúng mình nhìn thấy cô có gì ở trên tay đây nhỉ? Ok. Aha, look at this. Cô có một cuốn sách, đúng không nhỉ? Thì cô sẽ có thể nói là tôi có một cuốn sách. Câu tiếng Anh của cô sẽ là very good. Rất đơn giản. I have a book. Very good. Rồi nhá. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cô có những hai quyển sách thì cô lại phải nói như thế nào nhỉ? I have two books. Very good. Rồi, thì cô sẽ có hai câu trên bảng như thế này nhá, mọi người nhá. I have a book. Tôi có một cuốn sách và hai cuốn này. I have two books. Được không ạ? Rồi, mình để cho cô ở đây này. Cả hai câu này nó đều có chứa cái danh từ chính là cuốn sách của cô. Đúng không? Đó chính là từ the book. Nhưng mà câu phía trên này, I have a book. Câu phía dưới, I have two books. Mình có nhận ra sự khác nhau ở đây không nhỉ? Chính xác rồi, ở dưới thì cô có chữ SC vào danh từ book. Thế mình để ý là một cuốn sách thì nó là số ít, nhưng mà hai cuốn sách thì cô đã quy nó là số nhiều rồi. Tại vì đối với những danh từ đếm được, mọi người nhá, ở trong tiếng Anh thì cứ từ hai đầu lên thì cô sẽ gọi nó là danh từ số nhiều. Thì trong trường hợp này từ book nó lại biến thành từ books, là cô thêm chữ SC ở phía sau. Thì đây cũng chính là điển hình của cái cách người ta chia phân loại danh từ ra, đó là danh từ số ít và danh từ số nhiều. Chính xác rồi. Ok, danh từ số ít và danh từ số nhiều nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái mặt ngữ pháp của câu, mọi người ạ. Tại vì nếu như danh từ đứng làm chủ ngữ ấy, thì số ít số nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta chia động từ, đúng không? Đó, nên chúng ta cần phải nắm bắt được giúp cô là cái việc người ta chia ra danh từ số ít và danh từ số nhiều thì có những lưu ý là gì nhá. Ok, rồi, đầu tiên này, danh từ số ít và danh từ số nhiều. Đấy nhá, như trong câu này mình thấy là để tạo thành dạng số nhiều của từ book thì chúng ta thêm chữ SC vào phía đuôi của từ book đó. Thì đó cũng chính là cái cách để người ta tạo ra danh từ số nhiều, gọi là điển hình nhất đấy mọi người ạ. Rồi nhá,
thì chúng ta thấy là quy tắc để biến đổi danh từ số ít sang danh từ số nhiều là gì? Thì hầu hết các trường hợp thì người ta sẽ thêm cái đuôi SC vào phía sau của danh từ số ít thì chúng ta sẽ được danh từ số nhiều, đúng không ạ? Ví dụ nhá, đây là một bàn tay, đúng không? Cô sẽ gọi là a hand, đúng rồi. Nhưng mà hai bàn tay, cô sẽ nói là two hands, đúng rồi nhá. Đó, chẳng hạn này, book thành books, hand thành hands, or teacher thì thành teachers. Very good, ok. Tuy nhiên này, chúng mình thấy là có phải trường hợp nào người ta cũng thêm SC như thế này là được không? Chúng mình nhớ lại cho cô cái ví dụ khi nãy chúng mình còn nói đến con mèo bên dưới ghế sofa dài, đúng không ạ? Cái ghế sofa dài của cô là từ gì nhỉ? À, đó là từ couch, đúng rồi. Đó nhá. Thế bây giờ cô có từ couch như thế này. Nếu như cô muốn nói là không phải là một cái mà là từ hai cái trở lên, cô có viết như thế này không mọi người ơi? À no, trường hợp này chúng mình không thêm SC, mà cái cách viết đúng á, nó phải là couches, tức là chúng mình phải thêm đuôi ES, mọi người nhá. Sẽ có những cái trường hợp mà chúng ta thêm đuôi ES, đó là các trường hợp đuôi như sau mọi người ạ. Như đây chúng ta có một đuôi luôn này, đó chính là đuôi CH, chính xác rồi, nó được thể hiện bằng cái chữ CH, CH, đúng không nhá. Rồi, ở đây chúng ta có nhá, hầu hết các danh từ ạ, mà nó có kết thúc đuôi, như là đuôi CH này, đó, CH, đúng không ạ, âm CH. Đuôi SH thì chúng mình sẽ phát âm là sh, chính xác rồi. Chữ S này chúng ta phát âm là s, đúng rồi. X, đúng ạ. Ví dụ ở trong từ gì nhỉ? Từ box, chính xác. Z, âm z nữa mọi người nhá. Thì chúng mình sẽ thêm đuôi đuôi ES cho cô. Cô lấy ví dụ này. Church, đúng không nhỉ? Church, một cái nhà thờ. Thì dạng số nhiều sẽ thành churches, very good. Tiếp tục nhá. Chúng ta có cái bàn chải đánh răng. Cô có từ toothbrush. Thì thành ra số nhiều của nó sẽ là toothbrushes, very good. Kế tiếp nào, bus, cái xe buýt, buses, hoặc là box, boxes, very good. Được chưa nhá? Đây nhá. Thì có một số cái trường hợp nữa này chúng mình cần phải lưu ý cho cô. Cái việc thêm ES và ES nó không đơn giản là cứ thêm thôi, mà sẽ có những trường hợp mà chúng ta cần phải biến đổi một xíu. Những trường hợp đó là gì thì chúng mình chú ý cho cô nhá. Các danh từ mà tận cùng là chữ y dài, mà trước chữ y dài đó là một phụ âm, thì chúng mình sẽ cần phải biến đổi ở cái đuôi y dài đó thành y ngắn và es các bạn nhá, thì nó mới biến thành số nhiều được. Cô lấy ví dụ này, cô có từ em bé là gì ạ? Là baby, đúng rồi, dạng số nhiều của nó sẽ là babies, là y dài thành y ngắn thêm es, đúng không? Thế ví dụ nhá, đây trong trường hợp này là cô có điều kiện là phía trước chữ y dài phải là phụ âm, nhưng nếu như nó là nguyên âm, đúng không? Nó nằm trong những cái chữ cái gì nhỉ? A, E, I, O, U đấy, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ cứ thêm sc thôi mà không phải biến đổi gì cả. Cô lấy ví dụ như sau, cô có từ key, đúng không nhỉ? Key, đó, phía trước chữ y dài là chữ cái e, letter e, nó là nguyên âm nên chúng ta sẽ chỉ thêm sc thôi mà chúng ta không biến đổi giống như từ baby ở bên trên mọi người nhá. Ok, có một trường hợp nữa chúng mình cần phải lưu ý giúp cô như sau. Hầu hết các danh từ mà nó có đuôi f này hoặc là fe thì chúng mình sẽ đổi nó thành ves, được chưa nhỉ? Tức là mình sẽ biến cái chữ f đấy thành chữ v đã, rồi mới thêm thêm es vào đằng sau. Cô lấy ví dụ nhá, từ shelf, đúng không nhá, cái giá sách, đúng không? Shelf, cái dạng số nhiều sẽ là shelves, very good. Hoặc là cô có cái con bò bê mọi người ạ, đó chính là từ calf, dạng số nhiều sẽ là calves, very good. Tuy nhiên mình thấy này, nó chỉ là hầu hết thôi, tức là nó cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như những cái từ như sau, cô có từ chef, đầu bếp, cái dạng số nhiều của nó vẫn chỉ thêm sc thôi, đó chính là chefs. Hoặc là từ này, từ roof, mái nhà, thì cô sẽ có là roofs, dạng số nhiều của nó. Mình hình dung không ạ? Ok nhá. Rồi, thì đó là một số những cái quy tắc chúng mình nhớ giúp cô trong việc biến đổi danh từ từ số ít sang số nhiều. Tuy nhiên này, nó sẽ không đơn giản là như thế này mọi người ạ. Sẽ có những cái danh từ mà nó không theo quy tắc thì cô sẽ gọi nó là những cái trường hợp biến đổi danh từ số ít thành số nhiều bất quy tắc các bạn nhá. Có một số từ này, dạng số ít của nó trông một kiểu, dạng số nhiều lại sang một cái nẻo khác. Tức là nó không phải là thêm cái gì vào cả mà nó biến đổi luôn cả một số những chữ cái để nó thành một cái từ khác.
Cô lấy ví dụ này, đây là những cái trường hợp mà rất là hay nhầm nên chúng mình cần phải chuẩn bị lấy sách bút để mình nốt ra nhá. Từ đầu tiên, cô có từ man. Man, một người đàn ông, được không nhỉ? Nhưng mà từ hai người đàn ông trở lên số nhiều, cô sẽ phải nói là men. Alright, cái từ man này nó biến thành từ từ men. Thế mình để ý này, từ chữ A nó biến thành chữ E, chứ nó có thêm S gì không ạ? Không phải nhá. Tương tự này, người phụ nữ, woman, đúng rồi, dạng số nhiều sẽ là women. Đó, woman sẽ biến thành women, được chưa nhỉ? Nhớ cho cô cái cách viết nha. Ở kế tiếp này, cô có một đứa trẻ là a child. Thế còn nhiều đứa trẻ, những đứa trẻ sẽ là từ children, chính xác nhá. Thế chúng mình để ý cho cô bản thân từ children này đã là số nhiều rồi. Nó chính là dạng số nhiều của từ child. Very good. Tiếp tục này, a person là một người. Còn nhiều người, cô sẽ có từ people. Good job. Tooth, một cái răng. Thì cả hàm răng hoặc là nhiều cái răng chúng ta phải dùng từ teeth. Đó, thế mình chỉ nhớ lại là mình nói là đánh răng, có ai nói là brush my teeth không? Thế mình có ai đánh có một cái không nhỉ? No, mà chúng ta sẽ nói là brush my teeth. I brush my teeth every day. Đấy nhá. Hoặc là cái bàn chân, cô có từ foot. Thế dạng số nhiều sẽ là feet. Đúng rồi. Đó nhá. Thì đây là những cái trường hợp ngoại lệ chúng mình có phải nốt lại cho cô. Ok, còn có những trường hợp ngoại lệ nữa. Đấy là dạng số ít và dạng số nhiều của nó không biến đổi gì cả. Nó giữ nguyên cái từ đó. Đó là một cái từ nó vừa có thể là số ít và có thể là số nhiều được. Đó là những từ gì? Chúng mình chú ý cho cô nhá. Đây, cô có từ đầu tiên là từ fish, con cá, đúng không? Nhiều con cá nó vẫn là fish. Cô biết là có rất nhiều bạn biến từ này thành từ fishes nhá. Hay thêm s ở đằng sau, nó không phải mọi người nhá. Hoặc cô có từ này, từ sheep, con cừu. Một con thì là sheep, mà nhiều con cũng vẫn là sheep. Và tương tự như con tôm, cô có từ shrimp. Nhiều con tôm vẫn là shrimp. Chúng mình nói cho cô cái này nhá. Thật chưa nhỉ? Ok, một trường hợp nữa. Đấy là những cái từ số ít và số nhiều nó vẫn giữ nguyên từ đó nhá. Nhưng mà nó lại có hình thức rất giống số nhiều. Tức là nó có đuôi sc phía sau. Mình để ý cho cô những trường hợp này. Đây là những từ mà nó vừa là số ít vừa là số nhiều, nhưng nó có đuôi sc rất dễ bị nhầm sang danh từ số nhiều. Đó là những từ như sau. The means, những cái phương tiện, mọi người nhá. Means, số nhiều là means. Vẫn thế, được không nhá? Hoặc là cái giống loài, cái loài. Cô có từ species. Số nhiều là species, đúng rồi. Bây giờ từ cuối cùng này, là series, chính là cái chuỗi đấy. Một chuỗi cũng nói là a series, mà nhiều chuỗi cũng vẫn là series, được không nhá? Thế mình thấy này, nó vì nó có chữ sc nên ta rất dễ tưởng nó là danh từ số nhiều, mà chúng mình không biết là số ít nó cũng vẫn viết y như thế này. Thế mình cố gắng nốt giúp cô ý chí thế này nhá, để chúng mình không bị sử dụng nhầm về sau, được không ạ? Ok, rồi, đó là những cái quy tắc biến đổi danh từ. Thế thì mình thấy là có một số những cái trường hợp nữa này. Đấy là danh từ nó chỉ có dạng số nhiều thôi, tức là nó luôn luôn đi ở dạng số nhiều mà người ta không nói là dạng số ít. Thì đây là những cái danh từ mà thường thường nó đi theo cặp mọi người ạ. Thì nó phải là một cặp nó mới đủ, chứ không ai bao giờ đi rời rạc một mình. Cô lấy ví dụ này, những danh từ như sau. Jeans, đúng không ạ? Quần bò. Mình để ý là sẽ có bạn thắc mắc là tại sao quần nó chỉ có một cái, nó cứ đi theo đôi đâu. Thì thực tế là người ta tính hai cái ống quần các bạn ạ. Hai cái ống đấy cũng là đi theo cặp rồi, nên người ta dùng từ jeans. Alright. Ví dụ tiếp tục nha, là shorts, cái quần sóc, đúng không ạ? Tương tự cũng là quần, nó phải ở số nhiều này. Pants là cái quần. Đó, okay. Hoặc là tiếp tục nhá, glasses, cái kính, đúng rồi, nó có hai cái mắt thế này mọi người ạ. Nên nó phải luôn luôn đi là glasses nhá. Hoặc là cô có scissors, scissors, cái kéo, nó cũng có hai cái lưỡi, kéo đấy, được không nhá. Thế nhá, đây là những danh từ mà luôn luôn phải có sc, nó luôn luôn đi theo số nhiều của bạn ạ. Được chưa nhá, ok. Rồi, có một cái trường hợp nữa, đấy là những cái danh từ mà nó là số ít, nó là danh từ số ít, nhưng mà nó lại có đuôi sc rất dễ nhầm thành danh từ số nhiều. Đó là những cái từ như thế nào, mình xem xét nhá. Thường thường ý, thì nó sẽ là tên một số những cái môn học, của cái bộ môn thể thao chẳng hạn. Thế bản thân nó đã có chữ sc ở đó rồi. Cô lấy ví dụ môn toán này, mathematics, đúng rồi. Hoặc là môn vật lý, physics, chính xác. Môn kinh tế học, economics, đúng không nhá? Thì nó đều là danh từ số ít cả đấy, nhưng rất dễ nhầm danh từ số nhiều nhá. Hoặc là ngay cái từ này các bạn nhìn nhầm rất nhiều này, đó là từ news, tin tức, new
nó không có nghĩa là tin tức mọi người nhá. Không phải số ít của tin tức đâu, nó có nghĩa là mới. Còn tin tức nó bắt buộc phải viết như thế này là news, và nó là danh từ không đếm được, cho nên người ta sẽ chia số ít mọi người nhá. Ok. Rồi, hoặc là chúng ta có môn aerobics nhá. Thể dục aerobics nó là danh từ số ít mọi người nhá. Nó chỉ là môn thôi. Nó tính là nó không có số nhiều đúng không nhỉ? Mình thấy cho cô là những trường hợp này rất dễ nhầm nên mình nốt lại nhá. Ok, rồi. Có một cách phân loại danh từ nữa rất là quan trọng mà cô muốn giới thiệu cho chúng mình trong bài giảng ngày hôm nay. Chúng mình hãy cùng xem xét cho cô một cái ví dụ như sau nhá. Cô có hai hình ảnh và hai cái đồ vật, đúng không? Rất là quen thuộc với chúng mình rồi. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ có bút chì, đúng không ạ? Thì cùng chúng ta sẽ có danh từ pencils, very good. Rồi, tại vì có nhiều cái cho nên sẽ cô phải để là pencils, đúng không nhá? Có đôi sc. Còn bên này, đây là đường các bạn ạ. Chúng ta sẽ có từ đường cho tiếng Anh là sugar, very good. Thì bên này cũng có sugar, rồi nhá. Mình để ý giúp cô này, ở bên này cô có như cái bức tranh này nó có 6 cái bút chì, tức là số nhiều rồi. Sau đây là cô sẽ có pencils, thêm sc, đúng không nhá? Nếu là một cái bút chì, đúng không? Thì cô sẽ nói là a pencil, đúng rồi nhá. Tức là chúng mình có thể đếm được là một cái này, hai cái, ba cái, bốn cái. Ở đây là 6 cái chẳng hạn, đúng không nhá? Nhưng mà sang đến đường này, có ai đếm là một đường, hai đường không ạ? À không, không ai nói là một đường, hai đường. Chúng ta không thể để 1, 2, 3 trước từ sugar được. Chính vì thế mà như bút chì người ta sẽ gọi là danh từ đếm được. Đơn giản là chúng ta có thể đặt được cái số lượng 1, 2, 3, 4 trước nó. Còn từ sugar này là danh từ không đếm được. Đơn giản là chúng ta không thể nào đếm nào 1, 2, 3 sugar được. Chính vì thế nên cái này người ta gọi là countable nouns, danh từ đếm được. Còn đường thì nó sẽ là uncountable nouns, danh từ không đếm được các bạn nhé. Chúng mình hãy thử xem xét cho cô một số những cái rất là quan trọng như sau liên quan danh từ đếm được và không đếm được. Từ ví dụ cái bút chì này, cô có thể có là một cái bút chì, được không? Hai cái bút chì, đó. Một bút chì thì không thêm sc mà cô có mạo từ a. Còn hai bút chì thì chúng ta sẽ có đuôi s, đó nhá. Kế tiếp này, một vài cái bút chì thì cô sẽ dùng là a few pencils, đúng không nhỉ? Bây giờ nhiều cái, cô sẽ dùng từ many pencils, alright? Bây giờ sang đến đường nhá. Đường thì nhiều hay ít đường thì chúng ta vẫn có từ sugar thôi, tại vì nó không đếm được mà, đúng không nhỉ? Bây giờ một chút nhá, cô nói là một chút đường nhá, thì cô sẽ có là a little sugar. Thế còn nhiều đường, cô sẽ nói là much sugar, đúng không? Mình so sánh cho cô mình thấy này, danh từ đếm được nếu là một thì người ta có thể đặt cái mạo từ an phía trước, đúng không? Còn nếu là nhiều thì người ta sẽ thêm đuôi sc. Thế còn danh từ không đếm được có thể có đuôi sc không ạ? À không, có thể có an phía trước không? À không, chính xác rồi. Mình thấy này, kể cả những cái định lượng từ của nó khác nhau, đúng không ạ? Một vài cái bút chì cô nói là a few pencils, nhưng mà một chút đường cô lại nói là a little, đúng không nhỉ? Nhiều bút chì cô nói là many pencils, nhưng mà nhiều đường cô lại nói là much sugar, đúng không nhỉ? Mình thấy là đến cả cái định lượng từ của nó cũng khác nhau đối với danh từ đếm được và không đếm được. Đấy nhá, thật ra là từ cái ví dụ này chúng mình cũng đã có thể suy ra được những cái khác nhau cơ bản nhất của hai loại danh từ này rồi. Thì chúng mình chốt lại nhá, chúng ta có cách phân loại tiếp theo: danh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns). Thế bây giờ mình cùng tổng hợp lại những cái sự khác nhau giữa nó để cho chúng mình không bị mắc một số những cái lỗi trong khi chúng ta sử dụng nhá. Rồi, đầu tiên này, danh từ đếm được thì tất nhiên nó có dạng số ít, số nhiều, đúng không ạ? Dạng số ít thì nó hay có mạo từ an ở phía trước, hoặc người ta có thể dùng luôn cái số đếm là 1, đó là 1, đúng không nhỉ? Ok, thế còn số nhiều thì chúng ta thấy là gì? À, người ta sẽ thêm sc, ví dụ như là 3 cái bút cô nói là 3 pens, thế còn 5 cái ô cô nói là 5 umbrellas, đúng không nhỉ? Tuy nhiên mình nhìn sang danh từ không đếm được như là sugar này, đường này, salt, muối này, furniture, đồ nội thất, hoặc là hair, tóc này, thì nó không có an, đúng không ạ? Cũng không có đuôi sc, nó đứng một mình như vậy thôi. Ok, rồi nhá. Rồi, bây giờ sang đến cái định lượng từ nào. Thế nhưng có một số định lượng từ nó chỉ đi được với danh từ đếm được, có định lượng từ chỉ đi được với danh từ không đếm được, và còn có cái nhóm những định lượng từ đi được với cả hai cái, đúng không nhỉ? Đi với danh từ đếm được chúng ta có nhiều, chúng ta dùng từ many, đúng rồi. Ít chúng ta dùng từ
A few là một vài đấy. Thế còn ít theo kiểu ít quá không đủ ấy thì ta sẽ bỏ ơ đi, ta chỉ dùng là few thôi. Đó, cô lấy ví dụ này. Many chairs, a few chairs hoặc là few chairs, đúng ạ? Nhưng mà sang đến danh từ không đếm được thì định lượng từ nó sẽ khác. Nhiều chúng ta sẽ dùng từ much không phải là từ many nữa, đúng ạ? Ít chúng ta sẽ dùng từ a little hoặc là little, chứ chúng ta không dùng với few. Thế thì mình chú ý cho cô cái này nhá. Thế thì có những cái định lượng từ nó đi được cùng với cả hai cái danh từ này. Thế chúng ta có này, some, any, a lot of hoặc là lots of cũng y như nhau, đều có nghĩa là rất nhiều. Và xong rồi cô có plenty of và enough, nhiều với cả là enough là đủ, mọi người nhá. Đó, thế cô lấy ví dụ này, cô có some chairs, cô cũng có thể nói là some sugar, some coffee, được không nhỉ? Cô có thể nói là a lot of books, cô cũng có thể nói là gì? A lot of salt, rất là nhiều muối chẳng hạn, đấy nhá. Hoặc là cô nói là plenty of people, nhiều người, cô cũng có thể nói gì? Plenty of time, nhiều thời gian, đấy nhá. Hoặc là này, enough students, đủ học sinh, cô cũng có thể nói là enough money, đủ tiền. Đúng không ạ? Đấy nhá, mình chú ý cho cô. Đây là cái sự khác nhau những giữa danh từ đếm được và không đếm được, và chúng mình cần nắm bắt được để chúng mình không bị dùng nhầm. Alright. Rồi, thế bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang một cái phần, đó là phần practice. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành với những kiến thức chúng ta vừa mới học trong bài danh từ ngày hôm nay. Đó, bài của chúng mình nó đơn giản lắm các bạn ạ. Chúng mình hãy làm cho cô cái dạng bài trắc nghiệm này. Chọn cho cô một từ điền vào chỗ trống sao cho nó đúng về ngữ pháp, được không ạ? Cô câu đầu tiên. Ok, cụm từ này quá là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Brush, đánh, đã phải là brush, teeth, đúng rồi, đánh răng. Nên là chỗ này chúng ta sẽ phải chọn cho cô là the teeth. Có ai lại tooth không ạ? Đây là số ít của the teeth, đúng không? Nhưng mà mình thấy là cái này và cái này đều đều sai nguyên tắc, tạo thành danh từ số nhiều, người ta không thêm SES, còn nó biến luôn thành từ the teeth, đúng không nhỉ? Trường hợp thứ hai nào. We have a lot of gì gì đó này near our house causing pollution. Rồi, đây là một cái danh từ đi phía sau một cái định lượng từ a lot of, được không ạ? Mình xem nhá. Chúng ta có từ gốc ý, cái từ nhà máy là từ gì các bạn nhỉ? Factory, thì mình cùng xem nhá. Factory. Thế nó có rơi vào những cái trường hợp đặc biệt nào khi nãy chúng mình có học không? Thế mình thấy từ factory thì nó kết thúc bằng bằng y dài. Thế vừa nãy mình có nói với nhau là gì nhá? Nếu như mà chữ y dài đó nó là phụ âm thì mình phải đổi y dài thành y ngắn rồi mình thêm thêm es. Còn nếu không ý, trước nó là nguyên âm thì mình cứ thêm fc bình thường thôi. Ở đây mình thấy phía trước nó là letter r, nó là phụ âm rồi, tức là chỗ này mình phải biến thành factories, đúng không ạ? Factories. Đó, nó sẽ tương ứng với đáp án là đáp án c, đúng không? Và những cái đáp án còn lại đều chia sai hết cả, đúng không ạ? Nó không có những cái từ này ở trong tiếng Anh đâu các bạn nhá. Ok, rồi, đến câu thứ ba nào. There are a number of interesting at my party, có rất là nhiều người thú vị, được không ạ? Người. Nào, chúng mình thấy a number of có nghĩa là nhiều đấy. Nhiều thì mình thấy là danh từ số nhiều, cho nên chúng ta chọn cho cô từ person là số ít này. Số nhiều của nó là people, đúng rồi nhá. Very good. Đó, chứ không phải là person SC, không phải là people SC mọi người nhá. Person, people. Được chưa nhá? Câu 4 nhá. I've put some lovely gì gì đó này in the city park. Chúng ta có cái danh từ bench là cái ghế dài, cái ghế băng ấy, hay để công viên các bạn ạ. Thế đây chính là dạng số ít của nó. Mình thấy nó gì nhỉ? Nó kết thúc bằng chữ CH, tức là âm ch. Thế chúng mình sẽ có là thêm ES, đúng rồi. Suy ra từ này là benches. Nó bằng với đáp án C. Ok. Rồi nhá, câu cuối cùng nè, there is some gì gì đó in the jar. Chúng ta có tất cả những cái này đều trông giống từ salt, đúng không ạ? Là muối. Salt thì là danh từ không đếm được, thì nó có cái dạng SC của các bạn ơi. Không có, mà nó luôn luôn nó giữ nguyên cái từ đấy, đúng rồi. Thế mình chọn cho cô là B, salt. There is some salt in the jar. Mình có cái từ jar đây là cái lọ các bạn nhá. Được chưa nhá? Rồi, đó là một số cái phần, một số câu hỏi để chúng ta thực hành với những cái chúng ta vừa học liên quan đến danh từ. Đó thì hy vọng là qua bài học ngày hôm nay thì chúng mình có thể nắm bắt được là danh từ nó có vị trí ở đâu này, đứng sau những cái gì, chức năng của nó là gì trong câu, và người ta chia danh từ ra thành những cái loại nào và lưu ý của từng cái loại đó. Rồi, thì rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi bài giảng hôm nay cùng cô. Và hẹn gặp mọi người ở trong bài giảng kế tiếp nhé. Bye bye, see you in the next video. Miss Hoa giao tiếp.
độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng